Hân vẫn đi về qua ngõ nhà em, cô bạn hưng ngừng đầy vơi nỗi niềm. Thương thầm ai ở bên yên, tóc quê phu gió bay. Anh vẫn đi về quá ngọt tình yêu, chưa dám trao lời vì anh quá nghèo. Thư tình tha thiết bao nhiêu, muốn người em gái một điều. Đôi mặt xin tỏ em thương, đến khi gặp em chưa nói lên câu, nhịp tim như trống liên hồi, không dám nhìn chẳng được vội vàng. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh vẫn đi về qua ngõ qua hôm, cô bạc hoa hàng mừng em lấy chồng. Anh rời qua ngõ như đàn bom nổ trong lòng, tan vỡ mộng theo lễ thơ hồng. Em yêu, em biết không, qua ngõ nhà em trong lòng như bom đạn nổ. Chỉ nghĩ tới em giờ ở đâu em yêu. Qua ngõ như hương,
nghe đàn bom nổ trong lòng, tan vỡ mộng theo lễ đường. Anh giờ qua ngõ như không, nghe đàn bom nổ trong lòng, tan vỡ mộng theo lễ đường. Anh giờ qua ngõ như không, nghe đàn bom nổ trong lòng, tan vỡ mộng theo lễ tơ hồng. Xin cảm ơn đại gia đình. Quá phù hợp. Vâng, xin cảm ơn anh Tám rất nhiều. Xin mời người kế tiếp, xin mời anh Tư Ngọc. Anh trước, anh Dũng sau, cũng kế bên hả? Ai trước cũng được hết á. Rồi, bài kế tiếp anh Dũng chuẩn bị nha.